Xin chào tất cả quý bạn, quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe, tổng vốn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai Santa Fe cho cả 4 phiên bản, từ phiên bản dầu cao cấp, dầu tiêu chuẩn, xăng cao cấp và bản máy xăng bản tiêu chuẩn. Khi mà sang tháng 4 này, chiếc xe Hyundai Santa Fe nó sẽ được tăng cường thêm khuyến mại em nhé. Chiếc xe Hyundai Santa Fe nó thuộc phân khúc của dòng xe SUV đang cạnh tranh trực tiếp, đó là chiếc xe Kia Sorento, chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Ford Everest hay là rất nhiều xe trên trường Việt Nam ạ. Ok, xin phép được đi vào chi tiết từng phiên bản. Đầu tiên giới thiệu cho về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp, nó sẽ bản cao cấp nhất của dòng xe Hyundai Santa Fe ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1.375.000.000. Sang tháng 4 này thì đại lý chúng em đang bán cho với giá đang là 1.270.000.000 ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 105.000.000 tiền mặt ạ. Sáng nay thì đại lý chúng em đang áp dụng chương trình khuyến mại ở khu vực miền Bắc nhé. Còn ở anh em ở khu vực miền Nam thì giá nó có sự thay đổi nhất định rồi đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp này giá nội đang là 1.458.000.000 ạ. Còn ở tỉnh thì 1.411.000.000. Tỉnh áp thuế 100% thì 1.438.000.000. Và ở Thành Phố Minh thì 1.430.000.000 thôi ạ. Còn nếu trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 456.000.000. Tỉnh thì đang là 409.000.000. Tỉnh áp thuế 100% thì 437.000.000. Và ở Thành Phố Minh thì 429.000.000 ạ. Có một giá tốt hơn, hãy khuyến mại nào, tặng phụ kiện sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1.155.000.000. Sang tháng 4 này thì đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 1.090.000.000 ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 65.000.000 tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn này giá nội đang là 1.251.000.000 ạ. Còn ở tỉnh thì là 1.209.000.000. Tỉnh áp thuế 100% thì 1.232.000.000. Và ở Thành Phố Hồ Chí Minh thì 1.228.000.000 ạ. Còn nếu trả góp thì đang là 392.000.000. Tỉnh thì đang là 349.000.000. Tỉnh áp thuế 100% thì là 372.000.000. Và ở Thành Phố Hồ Chí Minh thì đang là 369.000.000 ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hành như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp, đó là thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1.275.000.000. Sang tháng 4 này thì đại lý chúng em đang bán cho với giá đang là 1.180.000.000 ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 95.000.000 tiền mặt. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp này giá nội đang là 1.356.000.000. Còn ở tỉnh thì 1.311.000.000. Tỉnh áp thuế 100% thì 1.336.000.000. Và ở Thành Phố Minh thì 1.130.000.000 ạ. Còn trả góp thì đang là 425.000.000. Tỉnh thì đang là 380.000.000. Tỉnh áp thuế 100% thì là 406.000.000. Và ở Thành Phố Minh thì là 400.000.000 tròn ạ. Các chi phí tính cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí chi đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Ok, tiếp theo tiểu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn, bản thấp nhất của dòng xe Hyundai Santa Fe ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1.055.000.000. Sang tháng 4 này thì đại lý chúng em đang bán cho với giá đang là 995.000.000 ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em 60.000.000 tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn này giá nội đang là 1.144.000.000. Còn ở tỉnh thì 1.104.000.000. Tỉnh áp thuế 100% thì 1.125.000.000. Và ở Thành Phố Hồ Chí Minh thì 1.123.000.000 ạ. Có trả góp thì là 360.000.000.
tỉnh thì là 319 triệu, tỉnh áp thuế 100% thì là 340 triệu và ở thành phố Minh thì là 338 triệu ạ. Ok, vậy giờ này đã giới thiệu cho anh em về giá xe cũng như tổng nhân bánh cho chiếc xe Hyundai Santa Fe cho cả 4 phiên bản rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy giờ này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh nhá. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem này các em ạ.